của nhạc sĩ Thái Thịnh, ca khúc được mang tên Xin Dành Trọn Cho Anh. Và mời quý vị chúng ta cùng nghe. Xin dành trọn cho em ngàn muôn chiếc hoa nồng say. Xin ghi chặt vai anh đừng vội vàng buông cánh cho em tình yêu ban sơ và anh cho em giấc mơ êm đềm. Em yêu anh tình em ngây thơ và anh trao em trái tim. Anh ôm em vòng tay đam mê và anh hôn em ngất ngây mùi mềm. Em theo anh về nơi xa xăm, một nơi vô biên đôi mình. Dạ vâng, xin được cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị đã dành tặng cho ban nhạc Thiên Phú của chúng tôi, và rất là mong trong thời gian tới sẽ nhận được những sự yêu thương, những sự tin tưởng từ quý vị đến với ban nhạc Thiên Phú, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để phục quý vị thật là chu đáo. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một dòng ca rất là đặc biệt đến từ tập đoàn nhà trai. Xin được mời dòng ca đến từ thân mẫu của chú rể Bảo Cường. Xin được mời cô ạ. Quý vị ơi, có thể dành tặng cho thân mẫu của chú rể một tràng pháo tay thật nồng nhiệt được không ạ?
quá tuyệt vời và chắc chắn sẽ không làm quý vị thất vọng đâu. Một giọng ca rất là tuyệt vời. Nhưng bây giờ sẽ gửi đến quý vị một ca khúc mà cô ấy yêu thích nhất. Xin được mời cô.